Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể của chị nha. Chào mừng toàn thể của chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định TV. Hiện tại thì Thiên Định đang có trục đường 2002 đoạn Vinhomes Park Gia Lâm. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024. Thì hôm nay thời tiết cũng đỡ mưa hơn, nhưng mà không gian cảnh quan thì vẫn là đang gọi là điều hưu lắm. Tại vì sao là thời tiết hôm nay rất là lạnh. Phải nói là hôm nay thời tiết rất là lạnh, Chủ nhật nhưng mà thời tiết rất là lạnh. Cho nên là đôi khi mọi người cũng ngại đi ra khỏi nhà. Trời này mà chỉ đắp chăn ngủ là thích rồi chị ạ. Nhưng mà riêng Thiên Định thì Thiên Định vẫn phải đi dẫn khách. Tại vì sáng nay thì tầm 9 giờ là Thiên Định đã phải dẫn khách rồi. Dẫn khách xong thì quay một số các video giới thiệu các cái sản phẩm cho anh chị chúng ta xem. Thì bây giờ Thiên Định mới có thời gian đi lượn một vòng dự án. Với cái tình hình khách hàng đỡ như đợt này, đợt đầu năm này thì quan tâm quá là nhiều, thì Thiên Định tin chắc rằng loanh quanh tầm khoảng từ tháng 1 tháng 2 sắp tới thì sẽ có rất nhiều giao dịch. Tại vì sao, giá cũng đã sát rồi, và bây giờ thực ra chúng ta hiểu một điều rằng là cái tâm lý của khách hàng là sợ nó giảm hoặc là sợ nó xuống, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ nó đã nhích lên rồi, mà nó càng nhích thì cái tâm lý của khách hàng càng muốn mua. Tại vì sao là giá trị nó tăng lên, thì thực ra là đến thời điểm này thì cũng Thiên Định cũng tin chắc rằng rất là nhiều khách hàng đang chờ đợi, hoặc là đang cân nhắc, hoặc là đang cân đo đong đếm, đang gọi là đứng ở một cái này ngóng sang một cái khác kiểu kiểu vậy. Ở đấy thì chắc là Thiên Định cũng nghĩ rằng mọi người cũng đang muốn mua, nhưng mà muốn mua rẻ, nhưng mà bây giờ nó không rẻ được nữa rồi. Tại vì sao là giá bây giờ nó đã qua đáy rồi chị ạ. Đối với Vinhome Motion Park 1 thì nó đã qua đáy rồi. Còn đối với Vinhome Motion Park 2, 3 thì Thiên Định nghĩ là nó cũng đã không giảm được nữa rồi. Tại vì giảm quá sâu rồi, đúng không ạ? Thì thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta có thể là mua vào được rồi. Đấy, thì đối với những cái sản phẩm Thiên Định thống kê lại một xíu là bây giờ đối với song lập thì song lập góc này, song lập tường thì nó có cả ở 2O1 này, Ngọc Trai 1 cũng có. Hoặc là bên trong bên Ngọc Trai các cái căn như là Ngọc Trai 18. Đấy, thì rất nhiều các cái sản phẩm đơn lập hiện tại cũng đang chủ nhà cũng đang bán. Thì giá nó cũng dao động tầm khoảng từ nếu như đơn lập thường bây giờ là tầm khoảng 54 tỷ trong Ngọc Trai. Đấy, đơn lập màu view sông như Ngọc Trai 18 thì bây giờ đang rơi tầm khoảng 65 tỷ. Đấy là giá chào của chủ nhà của chị nha. Còn không chưa có giá giao dịch. Giao dịch trước đấy thì giao dịch rất nhiều, giá thấp hơn nhiều rồi. Đấy, còn bây giờ thì thực ra là, đấy, ngoài ra thì có đơn lập góc. Đơn lập góc thì có bên san hô Thiên Định cũng đã đăng lên. Nếu như chúng ta có ai mà hay xem tin của Thiên Định thì đều biết rồi, san hô thì có 224m thì đang có giá là bao nhiêu ạ? 47 tỷ. Hoặc là góc với vườn hoa bên Hải Âu thì đang có giá là hơn 50 tỷ, 57 tỷ, 58 tỷ. Hoặc là bên góc bên san hô view vườn hoa thì đang cũng có giá 58 tỷ. Đấy. Đấy là những cái căn đơn lập. Hoặc là góc bên sau biển, góc bên sau biển thì giá rẻ hơn tại vì diện tích bên sau biển nó bé hơn. Đấy, thì rơi tầm 37 tỷ, 38 tỷ. Đấy. Nhiều loại diện tích nha chị nha, chứ không phải là ví dụ như tại vì sao biển thì nó rất nhiều loại diện tích, có góc mà góc liền kề cũng có, góc kiểu góc song lập và cái loại góc nó chỉ có 110 mấy mét cũng có. Đấy, thì giá những cái căn góc đấy nó cũng rẻ tại vì góc liền kề mà, góc liền kề thì nó bé. Đấy, thì ngoài ra đơn lập thì chúng ta có song lập. Song lập thì hiện tại thì bây giờ giá của nó dao động từ tầm khoảng từ 20 của chị ạ. Đấy, hầu như không có, hầu như đến bây giờ là không có song lập nào bé hơn nữa đâu. À, có song lập ở sau biển 125m thì giá đang rơi tầm khoảng 18-19. Đấy, thì là 125m. Đấy, còn đâu là giá tầm từ 20 thì có bên san hô, có bên hạ san hô thì giá 21 tỷ, rồi bên sau biển thì có 20 tỷ, rồi song lập 142m sau biển thì bây giờ đang là 23 tỷ. Đấy, song lập 150m ở sau biển bây giờ đang là 25 tỷ, bên san hô bây giờ đang 26 tỷ. Đấy, Ngọc Trai thì bây giờ đang là 27,5 tỷ nhá. Đó là cái loại 150m đấy. Sản phẩm thì Thiên Định cập nhật, nói chung là để mà Thiên Định cập nhật các cái quỷ căn này nó nhanh lắm, tại vì Thiên Định cho đội ngũ telesale nó gọi điện chỉ trong vòng tầm 2-3 hôm là xong rồi. Đấy, nhưng mà trong cái việc mà chúng ta gọi điện ấy, thì Thiên Định cũng biết rằng có những cái căn mà gọi điện chủ nhà không nghe máy,
hoặc là có những cái căn mà chúng ta gọi sót, là cái kiểu như gọi nhưng mà gọi là kiểu như là không liên lạc được đấy, hoặc là gọi nhưng mà đổi số, hoặc là nhiều các cái trường hợp lắm. Cho nên là như cho nên là Thiên Định cũng đang cố gắng cập nhật cái quỹ căn sớm nhất cũng như là đầy đủ nhất để cho anh chị chúng ta được biết. Chứ thực ra đến thời điểm này thì hầu như căn nào bán trên thị trường thì đã là một siêu cứng thì mọi người đều biết hết, chứ không phải riêng mình ai cả. Cho nên Thiên Định hiểu được điều đấy, cho nên giá của Thiên Định lúc nào cũng là báo giá chủ nhà đưa ra, không bao giờ báo cao. Báo cao thì tại vì bây giờ gọi là một khách đi quan tâm thì Thiên Định thừa biết rằng là người ta đi quan tâm, như mình đi mua hàng một căn biệt thự cả chục tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ thì không bao giờ lựa chọn một sale cả. Mà cô chú là nếu như chúng ta lựa chọn một sale thì cũng không nên, chúng ta nên lựa chọn nhiều sale để chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn đấy. Như Thiên Định đôi khi căn này Thiên Định có nhưng mà Thiên Định lại không biết những cái căn khác, nó là chuyện rất là bình thường luôn đấy. Tại vì không ai có thể bao trùm được hết một cái tất cả một cái thông tin được cả đấy. Có thể căn này bán thì đầu chủ nhà nó đã sang một đầu khác rồi thì khi check nó sẽ check khó hơn đấy. Còn những cái căn mà chủ chưa bán từ một đầu chủ từ đợt đầu thì nó sẽ dễ hơn, hoặc là mới chuyển nhượng qua 2-3 người thì dễ hơn. Có những căn chuyển nhượng qua 4-5 lần rồi thì nó sẽ khó hơn đấy. Có những căn mà Thiên Định tìm đầu chủ mãi không ra, tại vì sao, đầu chủ đã chuyển qua mấy người rồi mà cái đầu chủ đấy nó còn sang nước ngoài nữa cơ đấy, đi sang mất hút mà bây giờ còn không đấy. Cho nên là thực ra ấy, hầu như là căn nào nó cũng có những cái ví dụ như là qua những cái thời gian thì qua thời gian chuyển nhượng thì nó sẽ khó khăn để cập nhật chủ nhà hơn, trừ những gọi là những sale mà bán trực tiếp căn đấy thì nó không chạy đi đâu được, tại vì hết qua căn này bán qua khách này thì lại nắm được chủ nhà luôn đấy. Cho nên tại sao là đã là một sale bán hàng thì cần phải kiên trì đấy, kiên trì và chăm chỉ và bám sát thị trường. Khi căn này bán ra thì biết được căn này là khách nào mua, mua trên như thế nào, tình trạng như thế nào, thì khi đấy chúng ta mới biết được và còn tư vấn cho khách là căn này nó tình trạng các bước giá tăng như thế nào này, khách hiện tại đang mua như thế nào này, có vay hay không này đấy, và có lỗi lầm gì hay không này, căn này có gì hay không. Có những cái căn mà nó còn xấu đến nỗi gọi là đôi khi nó còn có vong ở bên trong, khách đi xem phong thủy mà bảo căn này không mua được cái thế này thế kia. Sale nếu như sale có tâm thì người ta sẽ nói thật hết. Còn những gặp những cái sale mà sale linh tinh, người ta chỉ dồn chăm chú, người ta dồn khách vào căn thôi, để cọc thôi, chứ không bao giờ có chuyện gọi là. Nhưng mà cái lương tâm của mình nó không cho phép mọi chị ạ. Lương tâm đặc biệt như Thiên Định là có cái tiêu cực nào thì nói, có cái nào nó không đúng thì chúng ta cũng chia sẻ hết, có cái nào hay chúng ta cũng chia sẻ hết đấy. Còn cái việc gọi là cảm nhận, hoặc là cái việc gọi là có những khách hàng Thiên Định tư vấn đâm đường không nên mua, đâm đường này hay kia, nhưng mà anh khách hàng nói thẳng luôn là anh không quan tâm đâm đường, miễn là rẻ là được, ok thì em tìm đâm đường cho anh, kiểu vậy. Là có những khách hàng người ta gọi là vô thần luôn, người ta không quan tâm cái việc gọi là phong thủy phong cái gì cả, không quan tâm là ra rẻ thôi đấy. Đây như bây giờ trục này là trục Ngọc Trai 6 này, có những cái thời điểm như trục Ngọc Trai 6 một cái đoạn mà view sang Tâm Linh này, có những cái căn bán rất là khó, nhưng mà có những căn gọi là thực ra là có những khách hàng người ta bảo ôi giời cái này qua một con đường nó chả những gì cả, thì người ta vẫn mua bình thường mà người ta lại mua được giá rẻ nữa, đúng không ạ? Đấy, cho nên là thực ra cũng tùy khách hàng đấy. Nhưng mà như Thiên Định thì là rất là kỹ, tại vì Thiên Định khi Thiên Định tư vấn thì Thiên Định luôn luôn đứng về phía khách hàng, thì phải chia sẻ những cái tiêu cực đấy để người ta nhìn nhận ra đấy. Đến khi mua vào người ta không trách được mình đấy. Khi mua vào khách hàng rồi người ta không trách được đấy, người ta lúc đấy thì gọi là người ta không trách được mình gì cả. Cho nên là như thế mới làm ăn lâu dài, như thế mới có nhiều khách hàng, như thế mới có nhiều khách hàng thân thiết để còn giới thiệu khách hàng nữa chị ạ. Đấy. Ôi chị, người ta có muốn đi vào đảo Ngọc Trai không ạ? Ôi, Ngọc Trai để một video khác đi. Video khác thì Thiên Định sẽ chia sẻ đi thẳng vào bên trong đảo Ngọc Trai, thì Thiên Định review luôn cả khu về giá bán cũng như là tổng quan khu. Ngọc Trai hiện tại cũng vào ở rất đông người chị nhá. Đấy, vào ở rất đông người. Tại vì sao? Cái khu Ngọc Trai là mọi người xác định ở mà. Đấy, cho nên là đã ai mà đã vào Ngọc Trai ở là hầu như là không có cái chuyện ấy đâu, mà có căn nào mà xác định bán là cứ bán đi bán lại hoài. Đấy, nhưng mà có căn xác định ở là không bao giờ bán, có những căn mua từ đầu là không bao giờ bán, nhưng có những căn mà người ta xác định đầu tư là cứ có căn đấy là cứ chuyển nhượng mua đi bán lại suốt đấy.
Đây, Thiên Định hôm nay Thiên Định chủ nhật thì Thiên Định lượn vào chung cư này, vừa đi vừa trò chuyện cùng với chị luôn này. Chung cư thấp tầng à, chung cư cao tầng thì bây giờ thì phải nói là quá là đông đúc rồi, sầm mất rồi đúng không ạ? Đây bây giờ là vẫn có giọt mưa phùn nha chị nhá. Thì đối với thị trường thì mọi người nhận định như thế nào, có thể comment cho Thiên Định là chúng ta cùng trao đổi. Thực ra là cá nhân đánh giá thì nó không có cái gì là tổng quát được cả, mà thực ra tất cả nó phải cần có thời gian để chứng minh. Như Thiên Định thì tất cả nó chỉ là phỏng đoán này. Thiên Định nghĩ là trong năm nay thì bất động sản nó chắc chắn nó vẫn khó khăn đấy, trong năm nay thì nói thẳng ra là nó chưa có thể tăng mạnh được đấy, nhưng mà nó giúp cho anh chị chúng ta giữ được tiền. Thứ nhất là giữ được tiền, thứ hai là cái dòng tiền nó cũng tăng ổn định, một năm nó có thể đưa về cho anh chị cũng tầm 5-10% đấy, là nó cái dòng ổn định thì chắc chắn rằng nó sẽ tăng tầm 5-10% hoặc là 15% là chuyện rất là bình thường. Đối với Vinhome Ocean Park 1 thì có những cái căn chúng ta mua tháng này đến tầm khoảng 1-2 tháng sau nó đã tăng lên tầm 10% rồi đấy, 15-10% rồi đấy. Cho nên là tại vì sao, là cái giá của nó đã tăng quá cao từ trước rồi. Ví dụ như Thiên Định, ví dụ như một căn tại Hải Âu 03 đi đấy, thì giá của nó cái thời điểm cao nó đã ở cái mức 29 tỷ rồi đúng không ạ? Ở mức 29 tỷ thì bây giờ từ cái mức giá tầm 17-18 tỷ bây giờ nó tăng lên 22 tỷ là chuyện bình thường, và từ 22 tỷ nó tăng lên mức giá tầm khoảng 25 tỷ là cũng chuyện gọi là nó cũng chúng ta dễ nhìn thấy thôi. Tại vì sao, là nó đã cao lên mức 29 rồi đúng không ạ? Và các cái căn khác, các khu khác nó sẽ tăng cao, thì cái thằng Hải Âu 3 không có lý do gì mà không tăng cả. Tại vì khi người ta đã không đủ tiền, người ta đã mua các phân khu khác rồi, mà có tầm tiền người ta chỉ tầm như vậy thôi, thì người ta chỉ mua được Hải Âu 3 thôi đấy, đúng không ạ? Cho nên là không có căn nào là không tăng của chị nhá, chỉ có tăng trước tăng sau, tăng như thế nào thôi, còn căn nào cũng sẽ tăng, vị trí nào cũng sẽ tăng. Cũng như đã vào chu kỳ bất động sản tăng ấy, thì kể cả những cái mảnh xấu ở quê nó cũng tăng gấp 2, gấp 3 cũng có, hoặc là những cái vị trí trung tâm nó cũng tăng cũng có đấy. Nhưng mà tùy theo vị trí, mà tùy theo cái độ gọi là tìm kiếm rồi sử dụng của khách hàng, nhu cầu càng nhiều thì giá trị nó sẽ càng tăng đấy. Đối với Vinhome Ocean Park 1 là vậy, bây giờ là nhu cầu người ta đang sử dụng rất nhiều đây này, thì chắc chắn là giá sẽ nó sẽ tăng thôi. Khi căn này bán xong thì mức giá sẽ tăng theo cái mức giá của căn sau đấy. Thì cũng như chúng ta, nói chung là Thiên Định nghĩ rằng là đối với bất động sản thì bây giờ nó chỉ có một là chiến tranh thôi. Chiến tranh là một, hoặc là đưa ra những cái chính sách như cái chính sách mà rất nhiều người thường nói ấy, là đánh, gọi là đánh thuế bất động sản thứ hai đấy. Thì đấy, khi đấy thì chắc chắn là giá của nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ không tăng, đôi khi nó còn giảm đấy. Còn bây giờ nếu những cái phương án đấy nó không xảy ra ấy, thì bất động sản Việt Nam của chúng ta còn tăng, tại vì dân số thì càng ngày càng tăng đúng không ạ? Đấy, và hiện tại thì quan chức rồi những nhà tài phiệt rồi những kiểu như là giám đốc công ty, những người có tiền đều là sở hữu nhiều bất động sản đấy. Và khi người ta đánh thuế hay là người ta làm bất kỳ cái gì thì người ta đều nắm bắt rồi. Chúng ta đôi khi chỉ là những người những cái gọi là cái quá bé so với thị trường đấy. Còn những cái yếu tố to lớn hơn thì hầu như nó can thiệp từ phía nhà nước này, rồi từ những gọi là kiểu như nhà cái này, đấy, nó ảnh hưởng rất nhiều anh chị ạ. Đặc biệt là như ngân hàng, chúng ta có thể thấy được bây giờ tại sao mà lãi suất như thế bây giờ nó vẫn rất là thấp như vậy mà bất động sản vẫn không tăng được. Đấy, tại sao gọi là lãi suất rất là thấp? Tại vì mọi người bây giờ vẫn đang hoài nghi và mọi người chưa dám mua, chưa dám vay để mua, đúng không ạ? Hầu như chúng ta có bây giờ, và hiện tại thì thực ra là Thiên Định thấy được rằng là bây giờ để vay cũng không phải đơn giản để vay được. Như cái thời điểm sốt bất động sản thì vay đôi khi gọi là đáng ra căn giá trị như thế này nhưng mà chúng ta có thể vay được hơn. Nhưng mà bây giờ để mà chúng ta vay thì chúng ta cần chứng minh rất nhiều các yếu tố, đúng không ạ? Đấy, cho nên nó nhìn là dễ nhưng mà thực ra không phải dễ. Đấy, khi đã tiếp cận được cái nguồn vay rồi, khi đã có lãi suất như vậy rồi, nhưng mà chúng ta vay được đâu phải dễ. Chúng ta có tài sản thế chấp. Mà chúng ta bây giờ thì tài sản thế chấp thì sao? Tất cả đã thế chấp hết mất rồi, đúng không ạ? Bây giờ muốn vay cũng khó. Tại vì sao, là trước đấy đã dùng hết tài sản đã thế chấp rồi.
Đấy, những ai vay được thời điểm này thì đều là những người phải đang có tài sản thế chấp mới vay được, đúng không ạ? Đấy, nó có đơn giản đâu chị ông ta. Đấy, cho nên là thực ra là bây giờ cái lượng lượng tiền mặt thì bây giờ rất nhiều rồi, đúng không ạ? Kể cả như trong ngân hàng 18 triệu tỷ đang gửi trong ngân hàng, đâu phải đơn giản đâu chị. Cái dòng tiền đấy mà hút ra và đập vào bất động sản thì không riêng gì bất động sản, tất cả thị trường nào cũng có thể tạo sóng. Đấy, thị trường nào cũng có thể là uptrend tăng tăng lên được, làm FOMO được thị trường. Với tầm 18 triệu tỷ thì nó làm FOMO bất kỳ thị trường nào, kể cả thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường vàng, thị trường crypto, Bitcoin đấy. Nó có thể làm FOMO bất kỳ thị trường nào, đúng không ạ? Nhưng mà đối với chúng ta thì đối với bất động sản thì là một cái kênh đầu tư an toàn rồi. Chúng ta không nên quá mạo hiểm, đặc biệt là những cô chú anh chị chúng ta đã sở hữu cho mình những cái sản phẩm biệt thự, đã sở hữu cho mình những sản phẩm triệu đô rồi thì tin chắc rằng là mọi người đều là những người có đầu óc rất là nhạy bén, và những người cũng là những người hầu như là trong cái giới tinh hoa của đất nước chúng ta rồi. Thật sự luôn, những người bây giờ mà có tầm khoảng triệu đô là hầu như đều là những giới tinh hoa rồi, và có đầy đủ tất cả những cái thông tin kiến thức và nhận định nhận xét để chúng ta nên vào thị trường nào đấy, đúng ạ? Và nó có cần làm sao, nó cần cần cái sự an toàn đấy. Chúng ta không nên, ví dụ như có những rất nhiều cô chú chúng ta nghe theo một số môi giới vẫn chơi chứng khoán, nhưng mà chứng khoán nó không phải là đơn giản, đúng không ạ? Tất cả những cái thị trường đấy nó đều có nhà cái đứng sau, cho nên nó cực kỳ ảnh hưởng đấy. Nó phải có chu kỳ rồi, có nắm bắt rồi, tìm hiểu thật cẩn thận chứ không phải đơn giản đấy. Chứ chúng ta ăn được một đồng hai đồng, nhưng chúng ta phải hiểu được một điều là khi nào mà cái đồng tiền của chúng ta rút ra từ từ trong cái tài khoản chứng khoán đấy, hoặc là từ trong một số các tài khoản đầu tư đấy mà rút ra được, cầm được ở trong trong tay, hoặc là gửi được vào cái tài khoản cá nhân, tài khoản ngân hàng của chúng ta ấy, thì khi đấy mới là thắng. Chứ còn cái số tiền của chúng ta thắng, nhưng mà thắng vẫn đang ở trên sàn thì không nói làm gì cả. Trừ khi nào chúng ta không chơi nữa thì chúng ta mới là thắng rồi. Đã lời rồi và dừng, biết điểm dừng và không chơi nữa thì mới là thắng. Còn vẫn đang chơi thì chưa phải là thắng. Vẫn đang trong quá trình chơi chưa phải là thắng. Dù anh có chơi thắng 5 tỷ, 10 tỷ đi, nhưng mà cứ kết cục cuối cùng của anh là vẫn đang chơi. Và anh chơi thì anh khi anh thua thì nó có những người cầm trong tay một hai chục tỷ, mất một hai chục tỷ là chuyện rất là bình thường, đúng không ạ? Như cái vụ gọi là FVC đấy, cổ phiếu FVC đấy, thì chúng ta gọi là nó từ đang bao nhiêu đấy, bây giờ nó xuống còn có mấy nghìn một cổ, thì có phải là chúng ta mất bao nhiêu tài sản không? Cầm 20 tỷ bây giờ nó còn có 200 triệu không? Đấy, nó khủng khiếp như vậy cơ mà. Bây giờ lúc bán không bán được, đúng không ạ? Đâu phải là đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta đã là nhà đầu tư và đã là nhà có tiền, đã thắng trước đấy, thì bây giờ chúng ta nên tìm một điểm dừng, tìm một cái tài sản nào đấy để trú ẩn, và bất động sản là một trong những cái tài sản nó hợp lý. Và bất động sản nào, đó là Vinhome Ocean Park 1, thì là một cái dự án nó cực kỳ hợp lý và nó có tính cộng đồng rồi, nó ổn định rồi đấy, và nó gia tăng rồi. Và hiện tại thì những người nắm bắt cũng như là những người đã sở hữu cho mình những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 1 thì đều là những người có tiền rồi đấy, người ta đã trải qua sóng gió rồi, ông nào chết thì đã chết rồi, ông nào bán tháo đã bán tháo rồi, và đến thời điểm này là nó có sự bền vững rồi, cô chị ạ. Đấy, thì định tin chắc rằng chúng ta nhìn nhận được điều đấy, và chúng ta thấy được ai mà đã trải qua, ai mà đã bán tháo thì đã bán tháo qua 1-2 năm vừa rồi rồi, và đến thời điểm này là mọi người không còn phải cố nữa rồi, đúng không ạ? Mà bây giờ đang là cái tính an toàn. Rất nhiều khách hàng thì định trao đổi luôn, gọi điện trực tiếp với chủ nhà bảo được giá bằng này thì cô bán, được giá bằng này thì chị bán, còn không thì thôi chị vẫn để. Đấy, tại vì bây giờ chị cũng không còn 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 quá là kiểu như là nặng về tài chính nữa, mà đã có dòng vốn quay vòng rồi đấy, tại vì người ta có 2-3 căn người ta bán bớt đi rồi đấy, đúng không ạ? Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định nha. Nếu như thời tiết mà không mưa, chiều mà nắng đẹp thì Thiên Định sẽ quay và review cho chị chúng ta xem. Còn bây giờ thì Thiên Định xin kết thúc video tại đây, bây giờ về nhà ăn cơm, chiều còn đi dẫn khách của chị ạ. Thiên Định hôm nay chủ nhật có khách hẹn chiều, xin xem. Ok, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chúng ta video những video tiếp theo nhé. Và nếu như quý chúng ta ai mà đang có nhu cầu tìm hiểu về biệt thự Vinhome Ocean Park như chị nha, thì hãy liên hệ hoặc Zalo cho Thiên Định vào số điện thoại là 0933 313 931. Thiên Định xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chúng ta những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.